Chỗ mình đang đứng đây là đồn Đông Khê của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Chỗ này nằm trên quốc lộ 4, cách thành phố Cao Bằng 45 km về phía nam. Nơi này ngày xưa là một đồn của Pháp. Bây giờ mình sẽ đi một vòng tham quan cụm di tích này. Vào tháng 9 năm 1950, quân ta đã nổ súng đánh đồn Đông Khê với sự chỉ huy trực tiếp của Bác Hồ. Bác Hồ đã trực tiếp ra mặt trận chỉ huy, đã khiến cho các chiến sĩ của ta cũng như nhân dân rất là hăng hái tiêu diệt địch, chiến thắng đánh tiêu diệt địch. Và trong trận này đã gắn liền với những tên tuổi của các chiến sĩ bộ đội của chúng ta rất là anh dũng, như anh hùng La Văn Cầu chặt cánh tay phá đồn địch, các chiến sĩ như Trần Cừ, Lý Viết Mưu đã rất là anh dũng. Xin chào các bạn, tôi đang đứng ở trên cái đồn Đông Khê thuộc huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Nơi đây trong chiến dịch biên giới 1950 đã diễn ra trận đánh chiếm đồn Đông Khê của các chiến sĩ bộ đội ta, diễn ra rất ác liệt với sự chỉ huy trực tiếp của Bác Hồ trên núi Báo Đông. Chiến thắng đã gắn liền với các tên tuổi của các chiến sĩ rất là anh hùng như La Văn Cầu, Lý Viết Mưu, Trần Cừ. Trên quả đồi này là đồn của Pháp ngày xưa các bạn ạ. Đây bây giờ đã được nhà nước ta xếp hạng di tích lịch sử quốc gia, một trong những cụm di tích chiến thắng biên giới 1950. Vào tháng 9 năm 1950, quân ta đã nổ súng đánh đồn Đông Khê với sự chỉ huy trực tiếp của Bác Hồ. Bác Hồ đã trực tiếp ra mặt trận chỉ huy, đã khiến cho các chiến sĩ của ta cũng như nhân dân rất là hăng hái tiêu diệt địch. Cái bình xăng phụ của máy bay của tàu Pháp. Đây là lô cốt tháp canh. Cái chỗ này người ta khóa và không cho vào trong được rồi. Đây chính là cái tháp canh của Pháp ngày xưa. Tháp canh của lính Pháp ngày xưa, canh đồn. Tháp canh đồn của lính Pháp ngày xưa các bạn ạ. Cái này được xây bằng đá vôi rất là dày. Đây cái chòi canh của lính Pháp đây. Chòi canh kia. Còn đây là nhà trưng bày chiến thắng Đông Khê. Trong này trưng bày những cái bức ảnh về chiến thắng Đông Khê và tượng đài Bác Hồ. Canh Bác Hồ trực tiếp chỉ huy đánh đồn Đông Khê trên núi Báo Đông. Đây là những bức ảnh về các chiến thắng Đông Khê. Đây là tên quan ba của Pháp đã bị bắt trong lúc đánh đồn Đông Khê. Đây là tượng đài Bác Hồ chỉ huy đánh đồn Đông Khê trên núi Báo Đông.
chiến thắng Đông Khê góp phần là rất quan trọng vào cho những thất bại. Cái bình xăng phụ của máy bay của đội Pháp, chiến thắng Đông Khê góp phần là rất là quan trọng trong chiến dịch biên giới 1950. Vào tháng 9 năm 1950, quân ta đã đánh đồn Đông Khê và đánh giá giành được chiến thắng trong tháng 9. Đây là một cụm di tích nữa các bạn, đây là lô cốt số 2. Được xây rất là kiên cố, rất là dày. Những cái bệ xây bằng đá vôi. 1, 2, dài 60cm, dày 60cm. Cái này viên đạn bắn chắc là không thủng được rồi. Đây kia là một cái hầm ngầm nữa các bạn ạ. Đây cũng là một cái lô cốt nữa này. Đây là hầm ngầm các bạn nhé. Đây hầm ngầm đây. Lên đây. Kia là lô cốt số 1 này. Đây là trại lính Pháp. Ở trong này cũng rất là nhiều ảnh luôn. Nhiều di vật. Quân Pháp nghỉ chân trên đường số 4 này. Quần sóc. Ba lỗ. Quân đoàn Lơ Pa trên đường tiến lên Thất Khê. Đây là lời giới thiệu. Trại lính Pháp hay trại gia binh nằm trong khuôn viên di tích đồn Đông Khê, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Ngày nay, trại lính được xây dựng trước năm 45 là nơi ở của binh lính Pháp trong thời kỳ thực dân Pháp chiếm đóng Cao Bằng trong chiến dịch biên giới. Súng Pạc Hoặc của sĩ quan Pháp sử dụng. Áo măng tô sĩ quan Pháp. Thị trấn Đông Khê cách thành phố Cao Bằng 45 km về phía nam các bạn ạ. Gần, rất gần với thị trấn Thất Khê ở huyện Tràng Định. Từ đây xuống thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định chỉ 20 cây thôi. Bên kia là Nghĩa Trang. Khu di tích Nghĩa Trang của bộ đội ta. Ở bên kia các bạn ạ, bên kia. Vậy là cụm di tích này còn có một tháp canh, một nhà
trưng bày một cái bình xăng phụ của máy bay Pháp, hai lô cốt bằng hầm ngầm, một nhà trại lính Pháp và một khu nghĩa trang. Từ đây lên đây tham quan cái di tích đồn Đông Khê này, các bạn có thể kết hợp đấy tham quan nhà sàn Bác Hồ, xong rồi đi vào lên lên ngọn núi Ba Đông, nơi Bác Hồ đã quan sát trận đánh chiến dịch trận đánh đồn Đông Khê. Chiến thắng Đông Khê đã cô lập địch ở thành phố Cao Bằng, uy hiếp địch ở thị trấn Thất Khê, tiến tới giải phóng Thất Khê và làm thất bại ý đồ rút quân của thực dân Pháp. Đây là toàn bộ cứ điểm mà cụm di tích đồn, cụm di tích chiến thắng Đông Khê.